trước mình đi Cao Bằng hay đâu nhỉ? Mưa đấy. Không ngâm nhỉ? Không ngâm. Sao để mưa? Mà mưa để mưa mưa có thở ấy đâu. Thì thối. Thối à? Phơi. Đây mua cái họ phơi rồi. Tươi mình còn nắng này. Cái nắng là phơi là tốt. Nắng ở đây nó tốt hơn nắng ở Hà Nội. Tại sao? Vì nó là khu vực miền núi mà nó lại là đồng bào dân tộc Xịn. Ôi ôi. Ôi làm sao anh cứ nói kia xong để cái em giảm hết cái tay lên nhá. Xong đâu là nghe không nào. Cứ như là nắng ở đây nó khác cái nắng ở đó. Vâng, em biết. Nó nhiều bụi bẩn nắng nó đi qua cái thiên đường nhỏ. Kia đúng không? Vâng, bên kia có ô tô đang đi. Ô tô đang đi bên nào?